tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của chương trình Fusion News. Đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai này, bản tin đầu tiên liên quan tới tiểu bang Utah. Thưa quý vị, ai cũng biết rằng là tiểu bang Utah, đa số dân chúng đều theo một cái tôn giáo gọi là Mormon. Mormon là một cái tôn giáo rất là đặc biệt. Họ di cư từ bên phía miền đông của Hoa Kỳ qua miền Tây và ngang Utah họ đứng lại. Cái tiểu bang, cái người Mormon này thì khi họ đứng lại đây thì khi họ di cư đi xa như vậy thì họ đem theo nhiều cái người giáo sĩ cũng như là đàn ông đàn bà, và những người đó họ phải bị bệnh tật rồi bị ấy nó chết dần đi, cho nên họ phải lập ra chế độ đa thê để duy trì nòi giống. Tuy nhiên họ rất là khó tính, họ theo một cái tào giáo mà luật lệ rất là khắc nghiệt, và ngoài cái chuyện đa thê thì họ không có đồng ý cái chuyện kêu là đồng tình luyến ái. Vì vậy cho nên khi tổ chức hướng đạo Hoa Kỳ mà người ta gọi là Boy Scout, thực sự ra thì họ gọi Boy Scout không đúng, tại vì còn có Girl Scout nữa, nhưng mà thông thường thì Girl Scout cũng nằm trong cái tổ chức chính là Boy Scout. Vì vậy về sau người ta bỏ đi chữ Boy, người ta gọi là Scout of America mà thôi. Tuy nhiên thì dầu cho là Boy Scout hay Scout of America thì họ bây giờ họ bắt đầu thay đổi chính sách, tức là họ chấp nhận cho những người đồng tình luyến ái được quyền ở trong cái tổ chức Boy Scout. Và vì vậy cho nên đạo Mormon, cái người dân Utah, tiểu bang Utah, đạo Mormon này chống lại cái chuyện đó. Họ không muốn rằng là những cái người đồng tình luyến ái được quyền ở trong cái tổ chức hướng đạo. Mà tổ chức hướng đạo này nó phát triển rất là mạnh mẽ, ngay đến cả cái đạo Mormon họ cũng bảo trợ cho cái tổ chức hướng đạo này. Cho nên rất là nhiều thiếu niên theo tôn giáo Mormon đi vào trong Boy Scout của Hoa Kỳ. Và giờ đây thì hiến chương của đạo Mormon ra một cái tuyên cáo nói rằng là hiến chương của họ quy định là đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 thì họ sẽ chấm dứt cái việc mà đi vào làm việc hoặc là đi gia nhập hướng đạo Hoa Kỳ Boy Scout, và họ muốn rằng là tất cả những cái người hướng đạo phải bắt đầu từ từ ra, người theo đạo Mormon phải từ từ ra khỏi hướng đạo Hoa Kỳ từ đây cho đến năm 2019 cuối tháng 12 là hàng chót. Tại sao như vậy? Thưa quý vị, sở dĩ họ muốn như vậy là đến năm 2019 khi mà họ người đều ra khỏi hướng đạo Hoa Kỳ rồi thì đạo Mormon sẽ lập ra một cái đội ngũ hướng đạo mới, nhưng mà chỉ cho người Mormon tham dự mà thôi. Cho nên lúc đó thì họ sẽ cấm tất cả những người đồng tình luyến ái tham dự cái hội hướng đạo mà của người Mormon. Đó là cái tin mới nhất về vấn đề người Mormon, đạo Mormon với là tổ chức hướng đạo sinh Hoa Kỳ. Thưa quý vị. Thưa quý vị, quay sang một bản tin liên quan đến những cái thông tin ở trên truyền thông của Hoa Kỳ đang sâu sao về một cái bản tin cho biết là đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ, bà Melania Trump, đang dính vào trong một cái vụ nữa, đó là cái vụ đạo văn. Bản tin này cho biết là trong một cái cuốn sách được ra mắt để mà nhằm trong cái chiến dịch gọi là giáo dục cái vấn đề an toàn trên Internet cho giới trẻ, thì thưa quý vị, cái cuốn sách này đã bị một số người lên án là có những cái bài viết cũng như là những cái hình ảnh đồ họa ở trong cuốn sách này giống y hệt như là cũng cuốn sách do một cái ủy ban thương mại của liên bang xuất bản ra cách đây 4 năm. Sau khi mà họ đã đưa ra những cái bằng chứng, họ thấy rằng là những cái câu phát biểu, những cái câu trong sách này nó được giống như là copy, cut and paste từ cái cuốn mà cũng của ủy ban thương mại của liên bang Hoa Kỳ xuất bản để nhằm giáo dục trẻ em cách đây 4 năm y chang như vậy. Theo như bản tin cho biết thì cuốn sách này đã được quảng cáo ở trên cái website. Trong cái chiến dịch này đó, được gọi là một cái cuốn sách được soạn thảo bởi đệ nhất phu nhân Melania Trump và Ủy ban Thương mại Liên bang. Tuy nhiên sau khi cuốn sách này đã bị tai tiếng như vậy, có nhiều người đặt vấn đề đó, thì có những cái điểm trong cái website mà quảng cáo cho cái cuốn sách này đã được sửa đổi. Họ sửa thành là cuốn sách này là do Ủy ban Thượng viện Liên bang soạn và đệ nhất phu nhân Melania Trump quảng bá. Thì đó là cái điểm mà người ta đang bắt vô đó để mà tố cáo bà Melania Trump tiếp tục có những hành động đạo văn, tức là bắt chước những cái lời phát biểu, những cái đoạn văn của những cái cuốn sách hoặc là những cái câu nói nào đó của những người trước đây. Được biết quý vị còn nhớ vào năm cuối năm 2014 đó, thì khi mà bà Melania Trump ra để mà tranh cử cho ông Donald Trump thì bà này cũng đọc một cái bài diễn văn, và sau cùng thì người ta cũng đã tố cáo bà này đã lấy những cái đoạn văn mà bà Michelle Obama đã từng làm y như vậy từ năm 2008 khi mà ra phát biểu trước công chúng để mà
tranh cử cho chồng của mình, thì bà này lần đây là lần thứ hai bà Melania Trump bị cáo buộc là đã đào văn. Anh Phạm Cơ, tôi thấy rằng là những cái người mà nổi tiếng thường thường họ không bao giờ họ viết mấy cái lời này, chỉ có những cái người viết thuê cho họ viết mà thôi, cho nên đôi khi cũng có những cái sự mà những người thuê đó họ có dùng ý, hoặc là họ muốn, hoặc là họ vô tình họ làm ra những cái chuyện như vậy để mà làm cho người ta có gây sự lẫn với nhau, thành ra cái chuyện này cũng khó. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện kể là một câu chuyện xảy ra cho ngày Mother Day, tức là ngày Chủ nhật đến đây, ngày 13 tháng 5, thưa quý vị. Đây là ngày hàng năm Hoa Kỳ vẫn làm lễ kỷ niệm Mother Day, tức là ngày hiền mẫu, ngày mà làm cho tất cả mọi người dân của Hoa Kỳ, nam cũng như nữ, nhớ đến những cái bà mẹ đã có công sinh thành, sinh mình ra, rồi dưỡng dục, tức là nuôi dưỡng, lớn lên, cho ăn, cho học để trở thành ra con người như ngày hôm nay. Thì dĩ nhiên cái vấn đề mà nuôi con, dạy dỗ con là một vấn đề quan trọng, cho nên con người ta lớn lên rồi thành nhân, họ luôn luôn nhớ đến cha mẹ của mình. Và khi họ nhớ đến cha mẹ thì họ tổ chức cái ngày Mother Day. Ngày Mother Day là cái ngày mà người ta luôn luôn làm những cái cử chỉ nhớ đến cha mẹ, hoặc là mua quà, hoặc là làm mua những dẫn cha mẹ đi ăn vân vân, và tiêu tiền cho cha mẹ trong ngày đó. Dĩ nhiên là người ta tiêu tiền một năm 365 ngày cho cha mẹ, không phải là chỉ có riêng cho ngày Mother Day không mà thôi, nhưng mà ngày Mother Day là cái ngày đặc biệt, là tất cả mọi người đều làm cái việc này trong cái ngày đó, và họ có thể dĩ nhiên làm rất là nhiều ngày khác nhau nữa. Thì đây là một trong những cái thống kê về ngày Mother Day. Theo cái thống kê này, năm nay họ sẽ tiêu vào cái khoảng là 23.1 tỷ đô la. Hoàng dân Hoa Kỳ sẽ tiêu vào khoảng 23.1 tỷ đô la cho ngày Mother Day, trong đó có mua bong bóng, mua sô-cô-la, dẫn đi ăn, vân vân. Thì đây là cái con số mà người ta cho rằng là không có khác gì mấy cái con số các năm trước, nghĩa là cái tình thương giữa người mẹ và tình thương giữa con cái đối với mẹ, mẹ hiền vẫn là giống nhau, năm nào cũng vậy, vẫn tràn đầy đầy những cái tình yêu thương, chứ không hẳn rằng là chỉ dành riêng cho bà mẹ mình trong ngày Mother Day mà thôi, và có thể rằng là năm này nó nhiều hơn năm khác, hoặc là ít hơn năm khác. Tuy nhiên thì cái thống kê cho thấy rằng năm nào cũng vậy, người ta vẫn là yêu cái ngày Mother Day, và họ làm nhiều cách ngoài cái việc mà tặng hoa, họ còn dẫn cha mẹ đi ăn, dẫn cha mẹ đi đến những cái tiệm mỹ phẩm, mua mỹ phẩm cho cha mẹ, trả tiền cho cha mẹ đi đến những cái gym, những cái nơi tập thể dục, hoặc là những cái mua vé cha mẹ giải trí, nghĩa là bằng đủ mọi cách. Và số tiền đó thì thường thường hàng năm vào khoảng trên 2 tỷ đô la, là một con số phải nói rằng rất lớn, thưa quý vị, tại Hoa Kỳ. Thưa quý vị, một bản tin kế tiếp liên quan đến cái dịch bệnh Ebola ở tại bên châu Phi. Tin mới nhất cho biết là chính phủ của Congo vừa mới đưa ra một cái bản tuyên cáo và báo động cho thế giới biết là ở tại bên Congo này, cái dịch bệnh Ebola đang xuất hiện và đang bùng phát ở tại quốc gia này. Trong thời gian ngắn vừa qua mà thôi, ít nhất là đã có 21 bệnh nhân bị nhiễm căn bệnh Ebola. Và như vậy là khoảng chừng 17 người đã bị chết bởi vì căn bệnh Ebola này. Quý vị còn nhớ, đây là một căn bệnh mà cái dịch bệnh nó bùng phát ở tại bên khu vực Tây Phi, nhất là các quốc gia như là Liberia, Guinea cũng như là Sierra Leone, đã khiến cho hàng 28.000 người bị nhiễm bệnh và ít nhất là có hàng chục ngàn người đã bị chết trong cái dịch bệnh cách đây khoảng chừng 4 năm ở tại khu vực Tây Phi. Đây nó, cái bệnh này nó lây nhiễm dễ sợ lắm, thành ra là kể cả cái Ủy ban về Y tế Thế giới cũng đã nhúng tay vô, Hoa Kỳ cũng thế, để mà giúp để ngăn chặn cái bệnh này. Và cuối cùng thì thưa quý vị, họ cũng đã ngăn chặn được cái sự lây lan của căn bệnh này xuất phát ở tại bên quốc gia ở tại Tây Phi vào năm 2014. Giờ đây thì nó lại xuất phát trở lại ở tại bên Congo, và như vậy thì cái số người bị chết là lên tới 17 người. Quý vị còn nhớ cái vụ mà xảy ra vào năm 2014, nó có một người y tá Việt Nam tên là Dina Phạm ở tại Dallas, tại bang Texas, cũng đã bị nhiễm căn bệnh này khi mà cô điều trị cho bệnh nhân của của Hoa Kỳ bị nhiễm Ebola và đưa về bệnh viện đó. Tuy nhiên bệnh viện ở tại nơi Dallas đó, họ đã không có đủ những cái quần áo để có thể bao bọc tránh trường hợp bị lây nhiễm, thành ra cô Dina Phạm đã bị lây nhiễm, và cuối cùng thì cô cũng đã thoát được cái lưỡi hái của thần chết sau khi mà được chữa trị. Và cái vụ đó cũng lớn lắm, khi mà cô này cũng đã có những cái việc mà họ đã truy cứu trách nhiệm cho cái bệnh viện đó không có đủ những cái phương pháp, phương tiện để mà
tránh cái vấn đề lây nhiễm của cô. Thì đây là cái vụ mà mới nhất xảy ra ở tại bên Congo. Tổ chức Y tế Thế giới đang quan tâm rất là nhiều đến cái sự việc này tại Congo. Anh Phạm Cơ. Vâng. Và thưa quý vị, câu chuyện vừa rồi đã chấm dứt chương trình Fisher News ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp cùng trên làn sóng này. Cảm ơn quý vị và xin kính chào tạm biệt.